Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Bình Minh để dõi theo vòng thi đấu, trận thi đấu thứ nhất của vòng thi đấu tứ kết giải bóng đá U16 Championship tranh cúp Bin Academy. Theo dõi trận đấu, tôi xin phép được giới thiệu đội hình ra sân của hai đội. Bên phía các cầu thủ trẻ nhồi, người ra sân với thủ thành Lương Viết Trung mang áo số 1, các cầu thủ số 3 Hữu Vũ, số 6 Ngọc Minh. Bóng vẫn đang thuộc quyền sở hữu của FC trẻ nhồi. Người đang cầm bóng là Hữu Vũ. Cú treo bóng của Trọng Hoan. Khá nguy hiểm. Tình huống chuyền bóng dài của Ngọc Minh. Tình huống đỡ bước một rất hay. Và tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ FC trẻ nhồi. Người vừa ghi bàn vừa rồi đó chính là Lê Văn Quân. Chúng ta có một lần nhìn lại bàn thắng của Lê Văn Quân. Một tình huống đỡ bóng và đột phá rất hay của cầu thủ mang áo số 15. Ngọc Minh. Cú sút sai của Ngọc Minh. Thì con cắt bóng vừa rồi là của Ngọc Minh. Ở đây là Văn Quân. Hiếu Vũ. Khá nguy hiểm. Với việc cự ly đội hình. Hiếu Vũ và đây là cơ hội. Văn Quân. Một tiếng qua người hay của Văn Quân. Đưa bóng ra. Dứt điểm ngay. Tỷ số đội đứng ngay là 2-0. Chúng ta có một lần nữa nhìn lại tình huống qua người và trả bóng lại rất hay của Văn Quân. Trọng Hoàn. Tình huống qua người hay của Văn Quân. Dứt điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân bóng Bình Minh để dõi theo những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai của trận bán kết, trận tứ kết 1 giải bung dọc. Bên phía cầu thủ trẻ nhồi đó chính là Ngọc Minh, Trọng Hoàn và Văn Quân. Một tình huống cơ hội phản công lên cho U15 Bin. Và đây là Đăng Anh. Tuấn Kiệt. Tiếp tục là Văn Quân. Tình huống cài người rất hay. Và tình huống bằng ra mình. Người đang thi đấu rất chắc chắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiếu Vũ. Văn Quân. Dứt điểm ngay. Đang tạm thời lùi sâu đội hình hơn, chờ những tình huống phản công. Tình huống dã chân. Và đây là Văn Quân. Rất đáng tiếc. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ trẻ nhồi. Trọng Hoàn dứt điểm. Hiếu Vũ. Tình huống xử lý rất khéo. Đánh đầu. Đăng. Hải Đăng chuyền rất hay. Nhật Duy. Và tỷ số lần lên là 3-0. Và người lập công đó chính là cầu thủ mang áo số 15 Văn Quân. Một ngày thi đấu xuất sắc của cầu thủ mang áo số 15. Chúng ta có một lần nhìn lại một tình huống chuyền bóng của Trương Mạnh và một tình huống chạm bóng đầy tinh tế của cầu thủ mang áo. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Minh Hiếu. Đức Minh. Tỷ số là 4-0. Cú đúp dành cho Mạnh Trường. Cú đúp dành cho Trường Mạnh. Chúng ta một lần nhìn lại bàn thắng của Trường Mạnh. Một tình huống dứt điểm.
Một tình huống xử lý rất hay của Văn Quân. Vật đây là 5-0. Cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 15 bên phía các cầu thủ trẻ nhồi. Một ngày thi đấu chói sáng. Giữa ngày mưa gió. Và đúng lúc này thì trọng tài điều khiển chính của trận đấu đã thổi còi kết thúc trận tứ kết 1 giải bóng đá U16 Championship tranh cúp Bin Academy. Và tỷ số là 5-0 nhưng về các đội FC trẻ nhồi. Một ngày thi đấu tốt của các cầu thủ FC trẻ nhồi. Với các pha lập công, một cú hat-trick của Văn Quân và cú đúp của Trường Mạnh. Và buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại.